Ricket trong làng Ricket, xây sở thú trong nhà, sở hữu máy bay và du thuyền riêng, giá hiện sương sương 200.000 đô mà thôi. Vâng, nếu lướt TikTok đủ lâu thì chúng ta sẽ tự nhận biết được đâu là Ricket Real và Ricket Fake. Ai cần fan thì mới khoe giá đồ, còn người giàu thực sự thì chỉ cần quay clip chơi chơi thôi, là mọi người phải tự hiểu. Đúng, 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 hợp lý. Ví dụ điển hình có thể kể đến một gương mặt thiếu niên đến từ vùng đất của sự giàu có mang tên Dubai. Anh bạn này cũng bình thường thôi, chẳng qua là được mệnh danh Ricket giàu nhất Dubai, mà Dubai vốn giàu cỡ nào thì chúng ta cũng đều biết cả rồi. Nếu như Ricket bình thường khoe xe hay túi hàng hiệu, thì anh chàng mannequin này chỉ khoe sương sương 200.000 đôi giày thể thao thôi, và đương nhiên là không đôi nào có thương hiệu thượng đỉnh rồi. Nó ở cái tầm chất. Cậu chàng luôn vui vẻ nên bọc xe bằng thương hiệu luôn vui tươi. Và điều đặc biệt nhất là thú chơi pet của chàng cũng khác bọt với người bình thường. Khi ngoài báo gây ba, thì ông bạn còn nuôi 3 con sư tử bạch tạng, 1 con hươu cao cổ, 1 đôi tinh tinh, vân vân. Nói chung là sở thú tại gia này cũng đã được nhiều người đến chơi, có thể kể đến như JR7 hay là Maxi. Lịch trình mỗi ngày của cậu thiếu gia là ngủ đến 10-11 giờ trưa rồi đi mua sắm đến tận chiều. Sau đó lên máy bay bay một vòng quanh bán đảo Ả Rập ngắm hoàng hôn rồi bay về để kịp ăn tối với song thân phụ mẫu. Được biết bố của cậu là một ông trùm xây dựng, một trong những doanh nhân giàu nhất Ả Rập. Thảo nào! Các bạn nghĩ sao về độ giàu có của Ricket này? Comment chia sẻ với 8TV. Và đừng quên like, share, subscribe để cùng kênh cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày bạn nhé!